Những lưu ý tối quan trọng trước khi bão Yagi đổ bộ, người dân cần hết sức lưu ý, không nên chủ quan. Bão có thể vào, có thể tan thành hoàn lưu khi vào đất liền, gây mưa lớn, giờ này đều thế. Nhưng trước thiên tai, bài học chung là không được phép chủ quan. Trước khi bão đổ bộ, cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, gia cố chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, cần chuẩn bị sẵn đèn pin để đề phòng mất điện. Các thành viên trong gia đình có thể bị chia cắt trong một cơn bão. Hãy chuẩn bị bằng cách lập một kế hoạch liên lạc, tiếp cận với nhau, dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật dụng cần thiết dùng ít nhất trong 7 ngày. Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền. Cho đến khi bão xảy ra, người dân cần ở trong nhà, nơi trú ẩn, không đi ra ngoài, không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ. Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật. Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu hộ, cứu nạn. Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền.